đợi nhá, đợi đợi lãnh đạo đi nhá, đợi lãnh đạo đi nhá, đi chậm thôi, 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 để cho các sếp đi nhá. Đứng rộng ra, lân đứng hai bên, lân đứng hai bên để cho các sếp đi vào. Đứng lên, một lần nữa. Đi tiếp đi. Đi. Lần đi cùng đi. Cúi đầu xuống. Lần đi đầm cầu thang. Hello mọi người, lần thứ nhà đoàn lần chúng tôi đang đi xuống bệnh viện. Bệnh viện mắt. Các đại biểu đang đi, lãnh đạo đang đi thăm bệnh viện. À, con bệnh mỗi con đi một phòng là trần. Bệnh viện đẹp nhá, khác gì bệnh viện quốc tế đâu. Đi đi thấp thấp thôi nhá, đừng có. Đứng đây đây, đứng hai bên đây để chụp cái ảnh này. Hai lần 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 đứng. Đây, đại biểu đi tham quan. Đây. Có chặt. Đi 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 vòng vào vòng vòng đi vòng bên trong này đi. Đi đi cứ đi theo các sếp đấy. Hết chưa? Hết rồi, đi xuống đi. Cảm ơn mọi người nha. À, bệnh viện này, nay chúng tôi đi sông đất cho bệnh viện, khai trương bệnh viện mắt. Nào nào, cái đầu kìa, cái đầu cũng thần tài kìa. Thank you.
ơn mọi người nha.